Mời các bạn đón xem tiếp bộ truyện Không đời nào, ma cà rồng làm gì có thật. Tập 5. Cẩn thận chút chứ. Cậu có chắc là cậu ổn không? Cậu thật sự không bị thương chứ? Cậu có thấy đau chỗ nào không? Cậu chắc chứ? Thiệt mà. Tôi thật sự không sao mà, chưa quên. Làm sao? Ý tớ là sao mà cậu ổn được? Sao mà cậu có thể ổn sau khi té từ trên cao ở đó xuống chứ? Không phải té như vậy sẽ bị gãy xương hay gì đó sao? Tớ vui vì cậu không sao, nhưng... À, tớ có bị thương. Thử. Tớ bị sứt tay rồi, khá là đau. À, Juan, không, Đông Ha, cậu không thể, chưa tới lúc. Một ly cà phê sau bữa ăn thật là tuyệt vời. Cậu muốn uống một ly chứ? Điều đó thật nguy hiểm. Mình suýt nữa hút máu cậu ấy rồi. Ôi trời, hẳn là cậu cảm thấy rất khó chịu. Vậy cậu chỉ cần làm cho Đông Ha tăng cân nhanh hơn thôi, đúng không? Đừng nói là cậu ấy không phải là gián điệp đúng không? Kiểu một bài kiểm tra sự trung thành của chúng tôi đối với ngài. Đại loại như thế. Đương nhiên là cậu ấy không phải. Cứ vờ như ngài chưa nghe tôi. Chà thì thật lòng mà nói, tôi là... một fan cuồng của Đông Ha. Fan hâm mộ. Ông là fan cứng của cậu ấy. Loạt soạt. Han Đông Ha, 19 tuổi, người trẻ nhất sống một mình ngoài tự nhiên. Wow! Tôi thật sự ở trên TV sao? Anh không nói dối chứ? Thật sao? Ha ha, đúng vậy. Wow! Đây là lần đầu tiên có người tới nhà tôi đó. Tuyệt quá! Đông Ha, cậu đang cố gắng làm việc gì vậy? Tôi đang học. Tôi sẽ tới trường đại học ở thành phố. Đó là điều ước của cha tôi trước khi mất. Nhưng đó là sách tiểu học mà. Cái gì? Đây không phải là sách trung học sao? Ồ, chắc hẳn đấy là cha của cậu. Ông ấy trông thật đặc biệt. Hãy kể cho chúng tôi một chút về ông ấy. Hi he. Ông ấy cực kỳ thông minh, ngầu, đáng tin cậy và giỏi săn bắn. Và Đông Ha. À, xin lỗi. Mặt trời đang lặn rồi nên tôi hơi buồn ngủ. Cậu làm tôi ngạc nhiên đấy. Tôi nghĩ cậu đang khóc đấy. Ha ha, tôi không có khóc. Cha tôi luôn nói rằng khóc sẽ mang đến vận xui. Bên cạnh đó, con nên tươi cười nhiều hơn khi con thấy buồn. Cha tôi nói rằng một người làm điều đó chắc chắn là người ngầu nhất.
độ yêu thích còn chưa đạt tới 2%. Mình không thể ngờ rằng ngài Kim lại coi cái này. Nhưng dù cho ông ta thích Đông Hoa nhiều tới mức nào sau khi coi chương trình này, mình chưa từng nghĩ rằng ông ấy đã nhúng tay vào kết quả kỳ thi đại học để cậu ấy vào trường của chúng ta. Nếu như người khác phát hiện ra, họ sẽ khinh bỉ. Cái quái gì thế? Ông kêu tôi tìm con đường riêng trong cuộc sống và học tập, đến khi nó giết tôi sao? Đấy không phải là phân biệt đối xử. Ông già này, nhất là In Ho, mình có thể tưởng tượng ra nó. Bịch, bịch, bịch. Ju Won, tôi không thể...